dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Báo Thái Lan bất ngờ giải mã, sức mạnh tuyển Việt Nam bắt đầu từ đâu? Tờ báo của Thái Lan đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam có thể thống trị Đông Nam Á. Tờ SMM Sport của Thái Lan mới đây đã lý giải nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Theo tờ báo này, một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á chính là vì các cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu đầy nhiệt huyết và tràn đầy khát khao giành chiến thắng. Tờ SMM Sport viết, ở mỗi trận đấu mà chúng ta theo dõi, tuyển Việt Nam luôn vào sân thi đấu với sự khao khát, bất kể họ gặp đối thủ nào. Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam luôn tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng, dù cho họ gặp những đối thủ có trình độ cao hơn. Có thể nói tuyển Việt Nam không hề e ngại trước sức mạnh hay tên tuổi của đối thủ nào mà họ gặp. Các cầu thủ Việt Nam cũng luôn thể hiện quyết tâm của mình trên sân tập cũng như khi thi đấu. Chính điều này khiến họ luôn tràn đầy sức mạnh để đương đầu với những đối thủ của mình. Và có thể đây là điểm khác biệt giữa cầu thủ Việt Nam và Thái Lan. Dường như các cầu thủ Thái Lan vô địch quá nhiều lần nên họ đã thiếu quyết tâm cũng như động lực thi đấu. Tờ SMM Sport cũng nhận định rằng chính sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam đã giúp họ giành được nhiều thành công ở các giải đấu khu vực. Điều này cũng phản ánh sự khác biệt giữa thế hệ cầu thủ Việt Nam cách đây 10 năm với lứa cầu thủ của hiện tại. Những cầu thủ Việt Nam trong quá khứ rất giỏi nhưng họ không tiến xa ở các giải đấu lớn. Nguyên nhân là bởi họ thiếu sự tự tin khi thi đấu với những đối thủ trong khu vực. Vì thế mà thành tích thi đấu của họ không được cải thiện nhiều. Nguyên nhân tiếp theo mà tờ báo Thái đề cập đến chính là việc Việt Nam đã phát triển theo hướng chuyên nghiệp bài bản hơn. Việt Nam chú trọng đầu tư vào nền tảng, hệ thống, đặc biệt là việc đào tạo cầu thủ trẻ. Điều này mất rất nhiều thời gian nhưng nó mang lại sự ổn định. Và cuối cùng thì bóng đá Việt Nam đã thu được quả ngọt như hiện tại. Theo SMM Sport, những cầu thủ Việt Nam trong đội hình hiện tại gắn bó với nhau trong khoảng thời gian dài nên thi đấu rất ăn ý ở trên sân. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến thành công của tuyển Việt Nam ở khu vực. Tờ báo Thái Lan cũng khẳng định vai trò không thể thiếu của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam cần được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có đam mê và ý tưởng và không thể phủ nhận rằng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam đã được lắp ráp kết nối với nhau trong một sơ đồ chiến thuật hợp lý khiến họ trở thành một tập thể mạnh mẽ và hoàn hảo. Trước đó, tờ Thai Rat cũng thẳng thắn chỉ ra rằng các đội tuyển Thái Lan đang thực sự tụt hậu so với Việt Nam, cả về bóng đá nam lẫn nữ. Tờ báo Thái thừa nhận, SEA Games 2019 tại Philippines phản ánh thất bại toàn diện của các đội tuyển Thái Lan ở cả nam và nữ. Quan trọng hơn, bây giờ chúng ta đang bị đối thủ chính là Việt Nam vượt mặt. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ thi đấu với nhau từ khi còn nhỏ. Đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự kết hợp tuyệt vời của rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi 23. Điều này cũng đồng nghĩa họ là đội bóng được cơ cấu để càn quét thành công trong tương lai lâu dài. Nhìn lại các đội tuyển Thái Lan do huấn luyện viên Akira Nishino xây dựng, mọi thứ chưa được định hình. Những người mới xuất hiện rất nhiều nhưng không có sự ổn định. Thai Rat cho rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan rất cần và đang cố gắng tìm kiếm cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam để chuyển nhượng. Tuy nhiên hiếm cầu thủ Việt Nam nào chấp nhận sang Thái League. Tờ báo của Thái Lan phân tích, thật sự nếu không phải những thương vụ liên quan đến thương mại, các cầu thủ giỏi của Việt Nam quan tâm hơn với V-League. Không có cầu thủ Việt Nam nào muốn sang Thái Lan ở thời điểm này, hoặc có vẻ như giải Thái League không còn trong suy nghĩ của họ như trước đây. Việc truyền thông Thái Lan liên tục đề cập đến sức mạnh của tuyển Việt Nam cho thấy Thái Lan không còn coi Việt Nam là đối thủ ở cửa dưới. Nói cách khác, người Thái đã phải nhìn nhận một cách nghiêm túc sức mạnh của Việt Nam để tìm ra hướng đi mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.